chú. À, nay chú đây là cái bài tân cổ mà cha viết để tặng cho con. Đó là Nỗi Lòng Của Cha. Bài này thì đúng lý ra thì hai cha con mình hát, nhưng mà hôm nay vì điều kiện sức khỏe của con cho nên thôi bây giờ cha hát ngâm nga qua một lần cho con nghe. Thu nhập của em một tháng là bao nhiêu? Thu nhập của em một tháng là khoảng mười mấy triệu, mà vào đó tiền thuốc với xạ trị là khoảng hơn 10 triệu thôi. Như vậy thì chờ thêm khá lâu rồi. Mẹ em có nói là mẹ em làm công nhân, mẹ làm 10 năm rồi. Sau khi mà mẹ nghỉ làm thì lãnh được một cái chế độ bảo hiểm. Mẹ chế độ bảo hiểm đó thì cũng 80 mấy triệu. Mẹ sẽ dành để cho em phẫu thuật. Sắp tới đây thì em nghĩ là trong vài tháng nữa là em được làm được ca phẫu thuật thì em sẽ sống, còn sống lâu nữa. Vậy còn dự định trong nghề của em thì em sẽ dự định tiếp theo như thế nào? Sắp tới nếu mà ca phẫu thuật của em bắt đầu thì em phải nghỉ một tháng. Xong sau đó em sẽ tập luyện sức khỏe trở lại, quay lại với công việc sớm. Chắc là chị bắt đầu hiểu được cảm xúc của những người nghệ sĩ mà làm việc chung với em á. Khi chương trình đến nhà gặp gỡ và trò chuyện thì ngoài những lời tâm sự về hoàn cảnh gia đình và nỗi lo lắng trước bệnh tật của con gái, nghệ sĩ Chánh Linh còn trăn trở một điều khác. Xuân Thi đang tới tuổi cặp kê thì cái chuyện tình cảm riêng của Xuân Thi thì anh có biết không? Thật ra thì tôi cũng có biết một người bạn trai của Xuân Thi, nhưng mà cũng chỉ là mới quen trong vấn đề bạn thôi. Bé giới thiệu đây là anh bạn, mình thấy cậu ấy thì cũng chững chạc. Nếu như cậu ấy đầu tiến xa hơn nữa đến hôn nhân, mà con tôi thì đang bệnh, cũng có cái phân vân là không biết có nên hay là không. Có một người lại bước vào yêu mình và chia sẻ như vậy thì là một cái động lực, đúng là một động lực lớn. Có thể đây là một cái động lực mà làm cho Xuân Thi nó nhẹ đi cái phần nào về suy nghĩ về bệnh, là cậu ấy thật sự yêu thương và lo lắng hết lòng, thì cái điều đó con khỏi nên phân vân. Em bản thân em nghĩ như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Tại vì từ hôn nhân tan vỡ của ba em, có bao giờ em sợ đi vào vết xe đổ đó không? Em vẫn muốn có một cái tình yêu chứ, ai cũng phải cần có một cái tình cảm đó. Nhưng mà thời điểm này thì em cảm thấy là chưa đúng lúc. Em chỉ sợ tiến tới hôn nhân với một người bạn đời của em, mà người đó phải gánh nặng cái bệnh của em. Trong đoạn clip á, ba em có những cái trăn trở, em có thấy lạ không? Những cái suy nghĩ mà chắc là chưa bao giờ nói cho em nghe hả? Ví dụ như viết những cái kịch xong nghĩ tới em, xong rồi khóc không viết được nữa. Có bao giờ ba nói mấy chuyện đó với em chưa? Ba không có nói, nhưng mà em nghĩ là ba có. Tại vì những cái kịch bản ba viết ra em cũng coi vài tập thì thấy nó cũng có trùng với cái số phận của em. Ba chia sẻ là ba đau khi mà em đi làm thêm á, đi bán vé số rồi nọ. Thì em nghĩ sao? Em nghĩ cái đó thì cũng là một cái để em trưởng thành, để cho ba em cảm thấy là an tâm hơn đối với con mình. Có bao giờ em giận ba mình không? Không lo cho mình? Lúc em còn nhỏ thì em tự hỏi tại sao ba mẹ lại ở xa em như vậy, rồi tại sao lại ba lại đi hát rồi bỏ mẹ em như vậy. Lớn lên rồi tự em nhận thấy là ba đi hát mới kiếm tiền được, rồi mới cũng có thể nuôi em lớn lên được. Và cái cuộc sống của ba sau này là tại dựa vào nghề hát nên em mới có được ngày hôm nay. Ước mơ của em sau khi phẫu thuật, em đi hát kiếm tiền để xây lại căn nhà đó cho ba. Em có nghĩ là có một cái lời nói gì đó ấp ủ mà em cũng chưa từng bao giờ nói với ba mình? Nếu mà có được ba ở đây, hiện tại ở đây, em vô ôm ba thật chặt và em nói là cảm ơn ba đã sinh ra con, cảm ơn ba đã đặt con ở trong cái nôi của ngành nghệ thuật ca hát từ nhỏ, cảm ơn tất cả những gì mà ba đã cho con. Em cảm thấy em hạnh phúc lắm.
Và em có muốn gặp người ấy lúc này không? Chị thấy em đang tìm à? Em đang tìm ba em ở đây. Em nghĩ là ba em có mặt ở đây không? Có. Em nghe cảm giác rất là gần. Dạ. Dạ. Ba đừng có khóc. Nước mắt của cha chỉ rơi xuống khi nhìn thấy con hạnh phúc. Chứ cha đừng có khóc. Cha ngồi đi cha. Dạ rồi. Bây giờ thì chú gỡ tai nghe ra được rồi. Ngày hôm nay cha thấy con rất là cứng cáp, trưởng thành. Cha có món quà để tặng cho con. Dạ. Ngày mai con nghĩ là cha cho con một bài hát hoặc là một kịch bản mới. Đúng. Mà cha biết gọi là Donnie đóng giày, biết theo cách hát của con. Tí nữa về thì cha sẽ gửi cái bài hát mà cha đã viết cho con. Dạ. Bây giờ con xin dừng lại cái khoảnh khắc cho hai cha con tâm sự. Hẹn ngày mai chúng ta sẽ có những cái hoạt động tiếp theo nữa được không ạ? Bây giờ hôm nay mình sẽ hát bài gì rồi chú? Hôm nay chú đây là cái bài tân cổ mà cha viết để tặng cho con. Đó là Nỗi lòng của cha. Bài này thì đúng lý ra thì hai cha con mình hát, nhưng mà hôm nay vì điều kiện sức khỏe của con cho nên thôi bây giờ cha hát ngâm nga qua một lần để con nghe. Nói những niềm sâu kinh, ngài nhận được tin con bị căn bệnh ung thư. Cha nghe như sét đánh ngang tay, cha đau đớn tột cùng, đêm ngày lo lắng. Cha thầm nguyện giả như căn bệnh quái ác kia để cho cha gánh thế, trả lại cho con gái của cha thời xuân sắc được vui thỏa an lành. Cha vẫn hằng mong nhìn con trẻ vui cười, thì dẫu có thoát đi cha cũng đành cam chịu. Con khỏi bệnh tình, sống mạnh khỏe như người ta. Con nghe qua tâm sự mà lòng con quá thương. Ôi mối thâm tình của đấng sinh thành, lòng cha như kia ngăn cản cuộc đời. Xin cha hãy cứ an lòng, tuy con mang bệnh nhưng lòng đam mê hát ca công hiến cho đời. Con xin dâng hết kiếp tầm nhã tơi.
đúng tâm trạng con ha. Dạ. Nếu mà sức khỏe con tốt á thì hôm nay đi vô phòng thu âm bài này thì chắc chắn là sẽ hay. Nhưng mà vì điều kiện lý do con sức khỏe con yếu quá